Dạ vâng, xin chào tất cả các bác. Bữa rỗi lại đi chặt chuối, xong là lấy lá này cho lợn nó chén các bác nha. Bé quá, đàn này nó to to tí thì Tết này xuất hết luôn. Chưa được xuất chán. Lồng lá thì rậm mù. Mỗi tội bé cân. Con này chắc chỉ được 25 cân. Bọn kia thì may được 20 không 18 20 cân. Cố chăn sang năm để phục vụ các bác quay uống bia nhá. Loại này quay thì khỏi nghĩ. Mấy cháu này Tết này bác nào làm độ 3-4 mâm là thịt ngon lắm à. Hàng 3-4 mâm. Đàn này là của đàn trước, đàn này là đàn sau. Đàn này già hơn. Đàn này thì mấy con này ít lông hơn chút. Bọn này thì lông rậm. Đang cúm ạ. Cúm co. Ăn cũng ăn lá chuối mà chăn cũng chăn bằng lá chuối nhá các bác nhá. Đây. Chăn không có gì ngoài chuối. Đấy. Toàn bãi chuối. Xanh nè xanh nhẹt. Lợn nhỏ mà thả ra là cứ phải giã món này thì mới không lo, không sợ bị đi ngoài đi nhất gì hết cả. Còn các bác cứ ham chăn nhiều cám là kiểu gì cũng dính đi ngoài. Nhiều bác không không để ý, không chăn không để ý là chết đấy. Bác mua được đôi lợn về và thả rông thả dài cuối cùng chết hết. Đây em xả nước có thể nó sâu xuống ở đây nó muốn uống. Em không cho nó uống nước ở đây. Bắt nó uống ở đây. Cái vòi bú kia. Lợn không biết uống vòi bú mới tức kêu ạ. Em đã làm một cái vòi bú đây cho nó ăn, cho nó uống nước sạch mà nó cứ lâu lâu thay một đàn đổi một đàn ở cái chuồng này nó lại không biết uống, lại phải huấn luyện lại. Em đang bận một tay nên là không để ý cái máy, các bác thông cảm nhé. Thế cho nó biết đường nó ra nó uống ở đây. Đấy. Ra đây mà uống. Để cho nó xịt như thế thì ra đến trưa đến tối xem là nó có biết đường ra đấy nó uống không. Rồi nha, chào các bác nha. Em đi chặt chuối tiếp đây. Chặt chuối để tuần tới lấy cái chăn. Ở nhà trông con quá nên là không có thời gian nhiều để chặt. Cứ phải chặt phòng đấy. Chào các bác nhé.